Xin chào các bạn, mình là Natalie. Hôm nay mình gửi đến các bạn một chủ đề về tình yêu nhé. Chủ đề của chúng ta là ai đang muốn chinh phục bạn. Chúng ta có hai tụ bài. Đây là các bạn tụ 1. Đây là các bạn tụ 2. Rồi, mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ thứ nhất. Xin xin chào các bạn tuổi thứ nhất và chúng ta xem là ai đang muốn chinh phục bạn nhé. Wow. Đây là các bạn, chúng ta có một thông điệp rất là thú vị luôn. The, the mirror là một tấm gương soi. Wow. Ừ. Mình thấy năng lượng của các bạn tụ 1 là các bạn đã à, đến một cái giai đoạn là các bạn đã tìm được những cái niềm vui rất là nhỏ nhỏ trong cuộc sống của các bạn rồi. Mình thấy là các bạn đã làm một cái việc đó là à, một cái cái sự thanh lọc á, à, toàn bộ cuộc sống của mình. Mình thấy có nhiều những cái sự đổi mới đến với các bạn lắm. Và với các bạn tụ 1 thì các bạn đã đạt đến một cái trạng thái á, là các bạn đã tìm được cái niềm vui từ những điều hết sức là đơn giản, hết sức là nhỏ bé. Mình thấy à, các bạn có cái sự gọi là chủ động lại với cuộc sống của các bạn rất nhiều. À, giống như á, là các bạn là một cái cuộc thanh lọc nguồn năng lượng á. Các bạn thấy là cái gì nó đã không còn phục vụ các bạn, à, hay là nó chiếm quá nhiều không gian của các bạn và làm cho các bạn ở trong một cái trạng thái á, là các bạn cảm thấy nó bực bội, bức bối và stress á, kiểu như vậy cho nên là mình thấy là các bạn không có còn thụ động, à, không có còn buồn chán hay là hay là kiểu như à, các bạn à, buồn quá rồi đôi khi mình không có muốn làm gì á thì mình thấy là cái khoảng thời gian đó nó đã qua rồi và bây giờ đã bước vào một cái giai đoạn khác đi rất là nhiều cho các bạn luôn. Thật ra mình thấy với năng lượng các bạn tụ một có một cái yếu tố mà có hỗ trợ giúp đỡ à, các bạn rất nhiều trong cái quá trình mà phát triển bản thân á trong quá trình reset lại À, trong trong cái quá trình có thể được gọi là các bạn đã đã lấy lại những cái phiên bản mà tốt nhất của các bạn á thật ra thì năng lượng các bạn tụng một các bạn từng là một cái người mà có năng khiếu về thẩm mỹ à, về về cái gọi là nhận biết những cái đẹp á. các bạn cũng là một số bạn thì cũng là những người rất là style luôn tức là có một cái phong cách rất là riêng có những cái suy nghĩ những cái tư tưởng rất là hiện đại rất nhiều thì mình thấy là giờ đây á, là lúc mà các bạn đã hồi sinh á, các bạn đã lấy lại tất cả những cái tính cách tốt đẹp à, và và những tính cách được gọi là thú vị độc đáo của các bạn rồi các bạn có biết yếu tố nào đã giúp đỡ các bạn không các yếu tố mà giúp đỡ các bạn nhiều á, đó chính là thời gian á. <laughs> các bạn thời gian luôn là chữa lành mọi vết thương và thời gian luôn khiến con người ta phục hồi thì mình thấy yếu tố thời gian đã giúp đỡ cho các bạn rất nhiều và yếu tố thời gian đã giúp cho các bạn có sự trưởng thành à, các bạn đã tha thứ nhiều hơn các bạn đã thấu hiểu nhiều hơn và các bạn đã biết yêu thương bản thân các bạn nhiều hơn cho nên mình mới nói đây là giờ phút mà các bạn đã làm được một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự là mất cả một quá trình rất là dài chúng ta mới có thể làm được điều đó chính là các bạn đã tìm thấy được cái hay cái đẹp cái độc đáo cái thú vị cái tuyệt vời trong những điều đơn giản nhất trong những điều um, hết sức là cơ bản của cuộc sống cho nên bạn thấy chính vì cái điều đó nó làm cho các bạn là thấy mỗi ngày trôi qua luôn là có sự tươi mới ở đây cái người mà sẽ bước vào cuộc đời các bạn người mà muốn chinh phục các bạn á đây là một người mà có sự yêu thương các bạn rất là nhiều và một người có sự thấu hiểu về bên trong tâm hồn các bạn rất rất là nhiều nhé à, các bạn sẽ thấy là giống như các bạn đã trải qua một cái quá trình à, tìm hiểu nhau rất là nhiều tháng nhiều năm vậy nhưng mà không có cần thiết phải như thế đâu cái người mà Muốn chinh phục các bạn người yêu thương các bạn là một người mà họ có cái nội tâm bên trong quá giống với các bạn bạn với họ giống như là tấm gương soi phản chiếu lẫn nhau cái người này à, có thể đã trải qua những cái năm tháng phía trước đó của họ có nhiều những cái sự kiện mà giống các bạn rất nhiều chẳng hạn như có những thất bại có những tổn thương có những điều đã đi qua à, có những điều đã đi qua à, là có giống các bạn rất nhiều các bạn cho nên thành ra khi mà tiếp xúc với các bạn cái nguồn năng lượng của các bạn cử chỉ của các bạn à, nụ cười ánh mắt của các bạn à, cái cách các bạn nói chuyện thì nó đã phản ánh được những gì mà các bạn đã trải qua thì cái người thấu hiểu được nắm bắt được rất là nhanh bởi vì sao tức là họ quá giống các bạn về cuộc đời họ rất là giống các bạn đó à, mình vẫn thấy bạn và họ có một cái điểm chung đó là gì đó là một cái sự trầm lắng À, cái sự trầm lắng ở đây á không có phải là tính cách của các bạn vốn là trầm lắng đâu nhé à, các bạn có thể là từng có những tính cách nào đó riêng biệt thế nhưng là do do cái cuộc sống này và do những gì các bạn đã trải qua và do những gì mà các bạn đã hiểu được đứa trẻ bên trong của mình như thế nào cho nên thành ra phong cách của các bạn bây giờ là gì là phong cách rất sang trọng rất đẹp à, phong cách rất là tươi mới ừ nhìn rất là thơm tho rất là sạch sẽ và các bạn rất là trầm tĩnh nói à, cái cách của các bạn là những người trưởng thành và chững chạc rất là nhiều mình thấy thì các bạn tụ một sẽ là những người có xu hướng điệu đà hơn chẳng hạn như các bạn có thể là hay dùng nước hoa nè và ăn mặc thì hết sức là chảy chuốt hết sức là đẹp ừ. tại vì các bạn đã đạt đến cái cảnh giới là hiểu cực kỳ cái việc mà yêu thương bản thân nó giúp cho các bạn phát triển như thế nào rồi. Cái người bên kia thì à, tức là người muốn chinh phục các bạn thì mình thấy là cái nội tâm bên trong của họ giống các bạn nhiều lắm nhưng nhưng bên ngoài cái biểu hiện bên ngoài thì bạn sẽ thấy là họ họ biểu hiện rất là chân thật đó các bạn cái sự chân thật ở đây đó là gì đó là họ họ muốn ăn mặc như thế nào thì họ sẽ ăn mặc theo cái mà họ um, họ thích đúng với cái cái bản chất của họ chứ họ họ không phải là tức là khi mà họ xuất hiện với các bạn thì họ rất là tự nhiên thể hiện đúng con người thật của mình chúng ta có the meditation uh, wow ở đây à, thật ra các bạn bạn và người thương của bạn cũng là những người mà có cái sự hiểu và cái sự thực hành rất là nhiều ở cái mảng chữa lành và tâm linh thật ra thì cái mảng chữa lành và tâm linh này đã giúp cho các bạn chữa lành rất là nhiều ấy. và khi mà các bạn đã chữa lành được rồi thì các bạn mới thấy qua wow, cuộc đời thật là đẹp có quá nhiều thứ đẹp ở xung quanh chúng ta và chỉ cần là chúng ta dọn dẹp đi một chút thôi thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình nó đẹp hơn nổi bật hơn tươi sáng hơn rất là nhiều chứ không cần phải là đi tìm cái đẹp, ừ, đi tìm cái đẹp, cái cái tốt lành gì đó nó ở đâu xa xôi mà nó chỉ là ở xung quanh cuộc sống của chúng ta mà thôi, chỉ cần là chúng ta trải qua cái bước gọi là dọn dẹp, à, dọn dẹp nhiều hơn. Mình thấy á, bạn và cái người thương của bạn á, là một cái người mà có sự hiểu biết về thực hành, về thiền định, về thiền rất là nhiều các bạn. À, và thậm chí là cái người mà muốn chinh phục các bạn, người thương các bạn còn là một người mà mà có mà có trải qua một cái quá trình thực hành rèn luyện về meditation đó các bạn tức là thiền á nhiều hơn các bạn nữa tức là cái sự hiểu biết về về chữa lành về tâm linh của họ rất là sâu sắc và và không những là họ tìm tòi khám phá họ hiểu biết nhiều đâu các bạn họ còn có có cái quá trình thực hành nữa đó còn các bạn tu một thì mình vẫn thấy các bạn cũng biết nhiều lắm về chữa lành về tâm linh nhưng mà hiện tại thì cái năng lượng của các bạn mình vẫn còn thấy các bạn đang có cái việc dọn dẹp sắp xếp à, đang muốn phát triển ở cái bề ngoài à, ở cái bề ngoài tức là à, tức là cuộc sống nè, cuộc sống là sự nghiệp nè, việc kiếm tiền nè, việc làm đẹp bản thân nè, việc tạo dựng một cái phong cách riêng nè, đó. Còn bạn biết về thiền yoga vân vân, nhưng mình mình vẫn vẫn thấy là các bạn đang muốn điều chỉnh, hoàn thiện cái hình thức bên ngoài, cái công ăn việc làm, những sự phát triển bản thân nào đó trước trước còn chưa phải là các chưa phải đến cái giai đoạn mà các bạn dành quá nhiều thời gian dành cái sự tập trung cái sự chuyên sâu vào trong thiền và wow. và các bạn có oracle sacred living spirit speaking intervention wow um, ở đây Tụi một một này là tập hợp rất là nhiều bạn ở bên chữa lành tâm linh ở bên life coach <laughs> rất là nhiều bạn à, đi theo con đường đó à, các bạn sống một cuộc đời cực kỳ ý nghĩa rất là ý nghĩa đây là một điều à, tức là bạn hướng đến một cuộc đời sống thật là ý nghĩa thật là um, làm cái gì đó thật là hữu ích cho cộng đồng Tức là bạn đang muốn bản thân của bạn phát triển cùng chung với cộng đồng. Bạn đang muốn mình có sự tiến hóa, đang muốn mình có sự chữa lành thật nhiều. Đang muốn phát triển rất nhiều trên con đường tâm linh nhưng mà chung với cộng đồng. Tức là bạn có cái xu hướng của cái sự kết nối, của cái sự chia sẻ rất là nhiều. Và bạn cũng có những cái khả năng nào đó bên chữa lành tâm linh nữa. À, đó vân vân cho nên là ở đây các bạn cũng biết nhiều về về bản tâm linh lắm nhé và mình thấy là innovation mình vẫn thấy là có một cái sự can thiệp nào đó tức là các bạn có sự thực hành như vậy có thể nói các bạn ngoài cái công việc chuyên môn nghiệp vụ của các bạn không biết là các bạn có còn song hành là làm cái việc chuyên môn nghiệp vụ với chữa lành tâm linh không hay là có một số bạn đã chuyển qua hướng qua hoàn toàn bên chữa lành tâm linh rồi thì mình vẫn thấy cái sự ưu tiên của bạn á, vẫn là cái hướng chữa lành tâm linh đó à, và các bạn đang có những cái bước thực hành rồi và sắp tới các bạn còn phát triển một cách rực rỡ sẽ có gọi là những cái sự thực hành nhiều hơn bây giờ nữa nhé và mình đang cảm thấy là cái cái tình yêu mà bao trùm trong cuộc sống của các bạn á, là cái tình yêu cho lý tưởng của các bạn, ừ. rồi để để mình xem tiếp. Tại sao bạn bạn cứ nhảy ra lung tung vậy? Chúng ta có Beth, cups, Six, of one người muốn chinh phục các bạn tụ một ừ. mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người muốn chinh phục các bạn tụ một nhé bởi vì nguồn năng lượng của các bạn đang là nguồn năng lượng của sự thu hút rất là nhiều cho nên không biết là bạn có chọn họ hay không chứ còn là và mình cũng không biết là các bạn có chọn trong số những người mà theo đuổi chinh phục các bạn hay không chứ còn cái người muốn chinh phục các bạn đảm bảo trên một người không có một người đâu mình thấy nhiều lắm đấy và mình thấy đa số họ có thể là những người bằng tuổi bạn trở xuống ha tức là bằng tuổi bạn hoặc là nhỏ tuổi hơn bạn và cũng là những người mà có bản lĩnh có tự tin có sự độc lập có những sự thành công luôn có một số người có người muốn chinh phục các bạn là một cái người đang ở năng lượng của sáu gậy siết ốc quan tức là một người đang rất là tự tin đang rất độc lập đang rất là thành công trên con đường công danh sự nghiệp của họ và và có người năng lượng là backup cups tức là một cái người sống rất là sống động rất là năng động rất là sinh động rất là um, gọi là có cảm có cảm xúc rất nhiều có tình yêu thương rất nhiều và đang có những cái niềm vui hạnh phúc rất nhiều khi mà họ khi mà họ hòa nhập vào trong cái cuộc sống này cho nên mình không biết là các bạn tụ một á là có chọn trong số họ hay không nhưng mà mình thấy là bao xung quanh các bạn nhiều đối tượng để ý các bạn nhưng mà đa số bằng hoặc nhỏ tuổi hơn <laughs> nhưng mà mình vẫn thấy các bạn tụi một là cái người mà sẽ có cái sự chú ý nhiều đến cái người mà mình mô tả là cái người mà có cái tâm hồn đó, và có những sự kiện mà họ từng trải qua giống các bạn giống như tấm gương soi á, giống như mình mô tả lúc nãy. À, nhưng mà mình đảm bảo của nguồn năng lượng các bạn tụ một thì không có chuyện là một người đâu, mình thấy nhiều người. Nhưng mà quan trọng là rồi bạn sẽ chọn ai. Ừ trời, the lover mình thấy là bạn bạn sẽ chọn ấy nha. À, mình thấy là cuối bạn có đã đưa ra sự lựa chọn và cuối cùng là các bạn sẽ trở thành một cái cặp đôi chính thức rất là xứng đôi với nhau rất là xứng đôi à, tại vì các bạn có sự tương xứng về nguồn năng lượng rất là nhiều luôn có sự tâm đầu ý hợp à, sự yêu thương nhau rất là nhiều các bạn là sâu mắt các bạn là chưa lớp và mình thấy là sẽ có các bạn tụi một sẽ tiến vào một mối quan hệ có sự cam kết chính thức luôn à, nhưng mà mình thấy là cái người muốn chinh phục và muốn tỏ tình với các bạn thì nhiều á, mình thấy rất là nhiều người đang ở trong một cái trạng thái là cực kỳ nếu mà có có được một cái cơ hội nào đó thì họ sẽ là nắm bắt cơ hội ngay để mà tỏ tình với các bạn ngay, mình thấy các bạn rất là đào hoa, à, bởi vì năng lượng các bạn bây giờ là năng lượng hết sức là thanh xuân rất là nhiều, không quan trọng cái độ tuổi các bạn đâu nha, à, như mình nói á nhưng mà cuối cùng thì bạn chọn đúng một cái người mà rất phù hợp với các bạn ừ, một cái người mà rất yêu thương các bạn và bạn cũng yêu thương họ luôn á một cặp đôi rất là xứng đôi ừ. các bạn có chết mình không ồ mình thấy cái người mà sẽ trở thành một cặp đôi chính thức của các bạn tụi một á là một cái người mà có cá tính rất là nhiều các bạn là cá tính họ sống theo quan điểm riêng họ đi trên một con đường hết sức là riêng hết sức là độc đáo và hết sức là độc lập luôn họ không đi theo lối mòn của bất kỳ ai đây cũng là một cái người mà họ nhìn sự việc á, theo bức tranh toàn cảnh theo nhiều góc độ nhìn khác nhau à, đây là một người mà không có dễ gì những nguyên tắc những luật lệ à, những quan điểm sống những lăng kính nào đó mà có thể là ảnh hưởng hay lôi kéo họ nhiều đâu nha tại chết mình mà các bạn các bạn năng lượng của chết mình là năng lượng của giải phóng của tự do à, của của một cái nhìn thoáng rất là nhiều nhìn bức tranh toàn cảnh ừ, chứ họ không có nhìn trong cái cái sự cố chấp hay là cái sự hạn hẹp nào mà họ nhìn bao quát à, cho nên bạn thấy là đây là một người mà cái linh hồn của họ bản lĩnh rất là cao, rất là cá tính, rất là độc lập, rất là tự do, rất là tự do. Đây là một cái người mà cái nguồn năng lượng họ rất tuyệt vời. À, nhưng mà như mình thấy thì độ tuổi, độ tuổi thì là bằng hoặc nhỏ hơn. Đó. chứ mình không nghĩ đây là một người mà độ tuổi lớn hơn các bạn đâu. Tại mình thấy cái năng lượng của họ rất là sinh động, rất là tươi trẻ. Cái suy nghĩ của người này là một suy nghĩ của sự tiến bộ, phát triển và giải thoát rất là nhiều các bạn. Đây là một người có thể nói là không những là dùng từ thông minh với họ đâu mà còn có thể dùng cái từ cao hơn đó là từ trí tuệ với cái người này. Wow, rất là tuyệt vời ha. <laughs> trời sáu 6 tiền sáu 6 tiền các bạn tụ một là những người mà có cái sự thành công về nhiều mặt à, trong cuộc sống bạn thành công trong tình yêu bạn thành công trong sự phát triển bản thân bạn thành công trong cái việc á, là bạn đã nâng cao được tần số và trở thành một phiên bản hết sức là tuyệt vời bạn thành công trong cái việc là sự nghiệp trong việc kiếm tiền và bạn thành công trong các mối quan hệ ngoại giao luôn như là mối quan hệ của hợp tác À, hợp tác với đồng nghiệp Hay là mối quan hệ của bạn bè Hay là mối quan hệ của cộng đồng đó, Mình thấy là các bạn có sự thành công luôn Bởi vì các bạn gặp những người vui vẻ Gặp những người mà có à, Có cái xu hướng của kết nối Và chia sẻ giống như là Cái tư tưởng của các bạn luôn ừ. Và à, Đó các bạn Mình thấy là có sự hợp tính Với các bạn rất là nhiều nữa ừ. Wow, rồi mình xin kết thúc phần trải bài của các bạn tuần một nhé cảm ơn các bạn rất nhiều nếu thấy có sự kết nối nguồn năng lượng các bạn hãy hỗ trợ cho kênh mình phát triển bằng cách like và đăng ký kênh nhé xin chào các bạn Xin chào các bạn tụ hai. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu đó là ai đang muốn chinh phục bạn. Rồi, để mình xem về nguồn năng lượng của bạn và câu hỏi nhé. wow các bạn có nó lại đôi khi cái cái sự khởi đầu á mình mình sóc nó hơi lâu một tí là tại vì do là mình ra cái nguồn năng lượng của các bạn á có những lúc thì bắt cũng nhanh lắm và có có những lúc thì mình cũng nó nó cũng chậm chậm à, mình thấy được năng lượng của các bạn tụ hai á là là các bạn đã có một cái sự gọi là đã có một cái sự sàng lọc một cái sự chọn lọc rất là nhiều rồi tức là bạn đã đưa ra các sự lựa chọn trong cuộc sống của các bạn rồi mình ví dụ như là về về gia đình à, về ngôi nhà về cái gọi là cuộc sống cá nhân những sự kiện cá nhân thì bạn đã biết được á cái nào là phù hợp với bạn cái nào là sự lựa chọn có nghĩa là bạn đã đưa ra các sự lựa chọn của các bạn rồi có nghĩa là bạn đã vượt qua cái giai đoạn đúng sai um, tốt xấu bạn vượt qua rồi và bây giờ bạn đã đến cái giai đoạn gọi là phù hợp hay là không phù hợp phát triển hay là không phát triển uh, do bạn quyết định lựa chọn hay là do bạn không chọn đó cho nên có thể nói là bạn đã có những cái những cái sự lựa chọn và um, có nghĩa là mục tiêu phấn đấu nè phương hướng nè, đều là có những cái sự rõ ràng hết rồi bạn muốn uh, cái cuộc sống của bạn uh, cái sự phát triển cá nhân và và những cái môi trường xung quanh của các bạn đó, các bạn muốn có một cái sự phát triển theo hướng nào thì hầu như là bạn đều tìm tòi à, tự tìm hiểu tự tìm hiểu tự làm tự phát triển tự khám phá tự nghiên cứu rất nhiều tự sắp xếp tự lên kế hoạch và các bạn tự hành động nên rất là nhiều cho nên ở đây mình có thể th có thể thấy à, bạn có xu hướng không phải là là quá ít đồ đạc cũng không phải là quá nhiều đồ đạc mà bạn sẽ có một cái lượng đồ đạc nào đó nhất định một cái lượng nhất định và nói là tất cả là những sự lựa chọn của các bạn bởi vì một là bạn yêu thích hai là bạn có những cái, cái niềm đam mê những cái sở thích à, ba là nó có đồ đạc những gì mà các bạn chọn đó, là nó có một cái sự hữu ích nào đó cho các bạn cho nên có thể nói là nhìn thấy mọi việc nó có một cái sự chừng mực nào đó, nó có một cái sự giản dị nhưng mà rất đẹp nào đó, nhưng mà đằng sau nó là gì? đằng sau nó là cả một cái quá trình bạn suy nghĩ, bạn suy ngẫm, bạn sàng lọc, bạn chọn lọc rất là nhiều, cho nên mới nói bạn á, ngày càng sáng suốt, ngày càng để tiến đến một cái quá trình là là gia tăng trí tuệ của các bạn lên rất nhiều và những gì mà ở bên ngoài hình thức nó phản chiếu, thực ra nó phản chiếu về cái chiều sâu trí tuệ của các bạn rất là nhiều luôn có một cái mình thấy là các bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến cái việc dừng lại đâu đó là gì đó là cái quá trình tìm tòi học hỏi nghiên cứu đọc sách này kia kia nọ của các bạn ấy, nó trở thành một cái lý tưởng sống của các bạn mà, và các bạn sẽ theo nó đến à, đến trọn đời luôn chứ các bạn chưa bao giờ à, nghĩ đến cái việc là mình phải ngưng lại cái 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 đời sống tinh thần của các bạn ấy, là đời sống của cái việc tìm hiểu tìm hiểu của cái cái việc mà phát triển À, trí tệ phát triển nhận thức của các bạn. Ừ. mình thấy là các bạn có cái xu hướng là trở thành một người mà có khả năng nhận biết ra những cái đẹp nó rất là đơn giản nó rất là tinh tế. rồi các bạn có The Five Guidance Đợi mình một tiếng nha các bạn Mình đang thấy cái nguồn năng lượng của các bạn tụ một là chủ yếu à, Mặc dù là chủ đề của chúng ta là tình yêu Ai đang muốn chinh phục bạn Các bạn cứ để từ từ cái nguồn năng lượng nó lên như thế nào Rồi mình sẽ mô tả cho các bạn từ từ nha Ở đây các bạn có sự hướng dẫn thiên liêng Mình thấy là các bạn có sự hướng dẫn của vũ trụ, của các thiên thần rất là nhiều Ở đây các bạn là những người mà có niềm tin vào trong bản thân của mình và các bạn tin tưởng vào tin tưởng vào vũ trụ vào các thiên thần theo bảo hộ hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều luôn và mình thấy là cái việc các bạn á, à, ngày càng có cái khả năng kết nối nhiều hơn với bản thân kết nối à, kết nối nhiều hơn với bản thân kết nối nhiều hơn với vũ trụ với thiên thần và ở đây các bạn á, đã tăng cái khả năng tâm linh của các bạn lên rất là nhiều và giống như các bạn đã từng đã thấy có một cái sự chứng nhận nào đó à, cho nên là các bạn ngày càng có cái niềm tin vào bản thân vào vũ trụ nhiều hơn và mình thấy là cái cuộc sống của các bạn đang đi theo cái xu hướng các bạn hạnh phúc rất là nhiều và cái sự hạnh phúc này nói là một sự hạnh phúc rất là sâu sắc các bạn cái sự hạnh phúc nó đi liền với cái sự với cái sự phát triển với cái sự gọi là phát triển về mặt nhận thức của các bạn lên rất là nhiều á ờ à. rồi à, mình thấy và cái thấy này của mình cái cảm nhận này của mình nó đang mới lờ mờ thôi nhé các bạn nó hơi lờ mờ thôi thì mình thấy là các bạn là có khả năng gặp một người mà cái người đó có có khả năng về tâm linh rất là cao hoặc hoặc cái người đó không hẳn là cái người mà có khả năng tâm linh cao nhưng mà cái người đó có liên quan đến với cuộc đời các bạn á nó là có liên quan về một cái sự phát triển về tinh thần về tâm linh là một cái kết nối mà cái kết nối này đem đến cho các bạn và cho họ những sự chữa lành những bài học để các bạn có sự phát triển về tinh thần về tâm linh các bạn có chích Ô ồ trời, chích tạch rồi, uh, đây là khoảng thời gian á, đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ rất là thành công, bạn sẽ rất là thành công luôn, bạn sẽ có nhiều những cái sự cải thiện rất nhiều về cải thiện dường như là toàn bộ trong cái cuộc sống của bạn và toàn bộ mọi lĩnh vực trong cuộc sống của các bạn luôn cho nên đây là khoảng thời gian bạn rất tự tin, rất là có cơ hội để thể hiện tài năng, thể hiện bản thân. Và đây là khoảng thời gian mà các bạn sáng hơn rất là nhiều trong một nhân duyên nào đó. Ví dụ như bạn hiểu được cái quá trình làm sao để cho mình đẹp, mình khỏe. Chẳng hạn như các bạn đã biết cách gọi là làm đẹp chuyên nghiệp hơn, làm đẹp theo một cái phong cách nó sang trọng, nó rất là sáng hơn rất là nhiều và các bạn biết cách chăm sóc thân thể, biết cách giữ vóc dáng um, hơn rất là nhiều, cho nên mình thấy các bạn có cái sự tươi sáng rất là nhiều nhé. À, đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ thấy như thế đến với cuộc sống các bạn, bạn thấy có rất là nhiều cơ hội, có rất là nhiều những cái sự thành công, có rất là nhiều những sự cải thiện mà làm cho toàn bộ cuộc sống các bạn có cái sự tươi sáng rất là nhiều, tươi sáng từ trong suy nghĩ của bạn và từ trong môi trường xung quanh bạn và À, bạn cái sự tươi sáng ở đây nó còn biểu hiện ở cái kiểu ở cái gọi là bạn hoàn thiện bản thân từ trong ra ngoài á ừ, nó từ từ và và cái sự tươi sáng ở đây là cái nguồn năng lượng những cái sự suy nghĩ tiêu cực á những cái sự suy nghĩ mà um, nó hỗn loạn á là mình thấy là cái những cái sự suy nghĩ đó bạn đã có cách để mà bạn kiểm soát nó được rồi cho nên đây là khoảng thời gian mà bạn bạn đang từ 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 thấy rằng cuộc sống đang có những sự công bằng công lý đang có những cái kết quả cho cả một cái quá trình các bạn nỗ lực như thế nào rồi tại vì mình đang thấy nguồn năng lượng của các bạn tụ hai là nguồn năng lượng của cái việc nếu có tình yêu sẽ là một điều gì đó rất tuyệt vời với các bạn nhưng các bạn không có ở trong cái à, nguồn năng lượng là vội vã nôn nóng hay là bạn dễ bị người khác chinh phục hay dễ bị người khác làm cho ấn tượng dễ bị người khác à, thu hút á là bạn đã qua cái qua cái giai đoạn đó rồi bạn đang ở trong cái nguồn năng lượng rất là ổn định rất là phát triển rất là tự tin và bạn đang có cái nguồn năng lượng ngược lại đó là bạn đang thu hút bạn đang thu hút và bạn đang chinh phục người khác uhm, không phải bạn đang thu hút và bạn bạn tự tin và bạn đang ở trong cái năng lượng là cái người khác sẽ muốn um, chinh phục bạn là cái nguồn năng lượng của các bạn là như vậy ạ à. hmm. sensuality sự tự do của bạn hmm. Ừ, ở đây muốn nói là cái năng lượng tự do của các bạn á tăng lên rất là nhiều, bạn thấy không? Bạn yêu đời hơn nè. Đó, rồi có những lúc á bạn thả hồn trong cái sự mơ mộng của bạn, à, có những lúc á, bạn sống với ước mơ, lý tưởng, hoài bão của bạn và như thế thôi là đã làm cho các bạn cảm thấy vui, các bạn hạnh phúc lắm rồi. Chẳng hạn như các bạn âm nhạc thì các bạn sẽ có những giờ phút các bạn thả hồn vào trong âm nhạc á. Ừ, rồi à, các bạn thích ngắm thiên nhiên vân vân có nghĩa là các bạn có dành những khoảng thời gian nhất định để các bạn thả hồn vào trong những cái gọi là sở thích đam mê lý tưởng của các bạn đó và ở đây có thấy là các bạn khiêu vũ nè các bạn yêu thương nè các bạn cười nè các bạn vui đùa nè đó rồi mình đang thấy là các bạn đang rất vui rất hạnh phúc um, với mọi thứ bây giờ ở bên trong và bên ngoài của bạn rồi. Wow, đây nè các bạn, vô tiền cái người mà sẽ bước vào cuộc sống các bạn cái người muốn chinh phục các bạn là một cái người mà có sự trưởng thành có sự thành đạt rất là cao giống như tại cái thông điệp này là lúc nãy mình đã nói với các bạn rằng mình lờ mở mình nhận ra có một người đó, có một cái người tại let the message để cho những cái tin tức của họ được rõ ràng chứng tỏ là có một người nhưng mà với cái thông điệp này không là mình chưa có thấy rõ đó mình mới nói với các bạn là thấy còn lờ mờ ở đây xuất hiện ông vua tiền một cái người mà bước vào cuộc đời các bạn là một người hết sức là chỉnh chu hết sức là trưởng thành có những sự thành công à, đây là một người rất rất là đứng trên đôi chân của họ để mà tạo dựng nên à, sự nghiệp để mà tạo dựng nên tiền tài phương tiện vật chất rất là vững chắc các bạn cho nên và đây á là một người mà cái độ tuổi của họ là khả năng bằng hoặc lớn hơn các bạn bằng hoặc lớn hơn khả năng lớn hơn là rất cao ừ. năng lượng của người này là năng lượng của có sự trưởng thành và chín chắn lắm rồi có những sự thành công rất là cao nữa trong cái sự nghiệp của họ ừ. và đây là một cái người mà cái năng lượng của họ là năng lượng của nguyên tố đất các bạn nguyên tố đất là một viên nguyên tố của sự vững chãi của sự từ từ chậm chậm đến đâu chắc đến đó tại cái phong cách của họ là như vậy cái phong cách của họ là một phong cách chắc chắn chứ không được có nôn nóng không được vội vã và cái thời điểm này là cái thời điểm mà họ đang ở trong cái đỉnh cao của sự nghiệp của họ ở trong cái đỉnh cao của cái sự tự tin sự tự tin về tài năng của họ về tất cả những gì mà họ làm ra họ tự tin họ đang ở trong cái đỉnh cao của cái việc mà tạo dựng hình ảnh bản thân đó các bạn người này khả năng là lớn tuổi hơn các bạn nhé nhưng mà cái nguồn năng lượng thì mình thấy rất là phù hợp với các bạn á tại vì các bạn là những người trưởng thành chứ không phải là chưa trưởng thành đâu nha nhưng mà các bạn có một cái cái tâm hồn hướng về sáng tạo nghệ thuật tâm linh đó, đó. còn cái người này thì á là cái tâm hồn của họ là tâm hồn là những cái linh hồn rất là trưởng thành à, là, là những người mà hướng về cái sự an toàn cái sự thực tế rất là nhiều, cho nên á ban đầu nhìn vô có vẻ là trái ngược, có vẻ là trái ngược, tại vì một bên á là hướng về tinh thần, một bên thì hướng về những điều vật chất thực tế, nhưng không có trái ngược đâu các bạn, các bạn đang là bổ sung cho nhau, bổ sung những điều còn thiếu cho nhau, cho nên á mình thấy rất là hòa hợp, rất là phù hợp với các bạn. ta có cái lá này nhảy ra, mà rừng các bạn thấy không rình rừng thêm rình là một người mà có sự cân bằng giữa nước với lửa này nhưng mà trong cái hình ảnh này các bạn sẽ thấy cái gì nổi bật hơn các, các bạn thấy rõ ràng là sắc màu của lửa nó nổi bật hơn ừ. cho nên nó một bên thì nghiêng về tính lửa một bên nghiêng về tính đất thì có vẻ như là nó trái ngược nhưng thật sự là các bạn bổ sung cho nhau cho nên mình thấy là cặp đôi của các, các bạn có cái sự độc đáo rất là nhiều và bạn là cái người mà thu hút cái người này rất là nhiều nha ừ. cái ông vua tiền này bị ấn tượng bởi bạn á ấn tượng về cái ngoại hình tự tin của bạn ấn tượng về cái ngoại hình hết sức là nổi bật hết sức là độc đáo từ nơi các bạn á và ấn tượng bởi cái phong cách cá tính bản lĩnh độc lập của các bạn rất là nhiều ừ. cho nên á, à, và mình thấy là cái năng lượng của bạn là một cái nguồn năng lượng có cái sự trẻ trung hơn cái, cái người bên đây ha cái người muốn chinh phục bạn, cho nên là dường như là bạn thu hút cái người này hoàn toàn luôn á, bạn rất là thu hút á, và mình thấy là cái sự thu hút của bạn, cái sự quyến rũ của bạn đến rất là tự nhiên, à, bởi vì sao tự nhiên? Bởi vì nó, à, nó là hiệu quả của một cái quá trình mà bạn phát triển bản thân á, nó là hiệu quả của một cái quá trình mà bạn À, nâng cao cái cái phiên bản của bạn trở thành một cái phiên bản mà nó quá tuyệt vời, nó quá nổi bật và nó quá thu hút. Và mình nhận thấy được là khi ở bên cạnh cái người này thì mình thấy là bạn cũng rất là tự do, à, bạn rất tự do, bạn rất tự tin, bạn rất là tự nhiên, bạn à, rất là dễ dàng để mà thể hiện được con người thật của mình ra. Bạn không cần phải là đeo mặt nạ hay là thấy um, tức là bạn thấy rất là gần gũi rất là thân thiện ừ. mình thấy cái người này đây là một cái người mà lớn tuổi hơn các bạn ha trưởng thành hơn nhưng mà cái người này đặt niềm tin vào các bạn rất nhiều tức là các bạn có được lòng tin của họ mình trả bài của các bạn thật sự rất đẹp luôn á chúng ta có five of one à <laughs> five of one hả five quan thì mình thấy là um, đôi khi á đôi khi là các bạn có những cái sự khác biệt à, các bạn những cái sự khác biệt đó của bạn và cái người thương của bạn á thì là đôi khi nó là một cái sự thú vị thu hút nhau rất là nhiều À, nhưng mà đôi khi thì nó cũng sẽ là cái phần bốc đồng và có khi là tranh lụng với nhau nhé và có khi là đem đến cho nhau một cái cảm giác nó bị trái ngược á of wow không sao nhé các bạn à mình thấy là cái người này Ôi trời, là một cái người mà họ rất là tự tin các bạn ơi. Đây là một người bằng lớn tuổi hơn các bạn, ừ. lớn tuổi hơn là đa số á. Thì cái người này là một cái người mà quá là tin tưởng vào bản thân của họ rồi. Ừ. Đây là một người mà họ giỏi về phương diện kiểm soát tiền bạc rất là nhiều các bạn. Tức là một cái người biết làm được tiền tốt và một người quản lý tiền tốt, một người có sự thông minh về tài chính rất là cao. Cho nên và cái người này á, mình cũng cảm nhận được luôn. thì đối với họ cái giá trị vật chất tiền bài, tiền bạc á, nó là cái, nó là cái mà gọi giống như gọi định nghĩa giá trị con người ta. Đây là cái quan điểm sống của họ nhé các bạn. Ừ. và hybristic tâm linh wow. còn bạn thì nổi bật lên là gì bạn có con đường riêng của bạn bạn có cá tính của bạn à, bạn có cái sự tìm tòi khám phá bạn có cái đời sống tinh thần đời sống tâm linh riêng của bạn và cái điều này khiến cho bạn trở thành một cái người mà thu hút rất là nhiều bởi vì bạn có tất cả những gì mà cái người này bên đây người ta thiếu nè cái người bên đây là nghiêng về giá trị của tinh thần vật chất tiền bạc rất nhiều, những cái thực tế rất là nhiều. À, và họ thiếu cái gì? Họ thiếu những cái 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 gọi là giá trị của chữ lành tâm linh, tinh thần tâm lý. Đồ đó thì đó là tất cả những gì mà bạn có cho nên là bạn thu hút người này dường như là thu hút hoàn toàn luôn. Rất là thu hút. Um, bởi vì họ thấy bạn thú vị á, bởi vì họ thấy bạn không có giống họ, tức là à um, bạn không có giống họ mà bạn có cách riêng của bạn, bạn có cái 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 phong cách riêng, bạn có con đường riêng của bạn, bạn độc lập riêng của bạn và bạn tự tin trong thế giới riêng của bạn. Mặc dù thế giới riêng của bạn là một cái thế giới mà bạn có một cái sự say mê rất nhiều bên cái về tinh thần, còn vật chất là cái mà bạn kiếm, vật chất là cái mà temperance tức là một cái sự cân bằng thôi, tức là vừa đủ. À Dĩ nhiên là nếu như các bạn tụ hai mà các bạn còn mong muốn á, các bạn có sự thành công rực rỡ hơn sự nghiệp vật chất thì các bạn cứ tiếp tục nha à, mình chỉ, mình chỉ đang nói những những cái năng lượng mà mình bắt được thôi thì mình thấy là bạn rất là tự tin trong trong những cái vật chất sự nghiệp bạn có được á, mà nó nằm ở cái mức là bạn hài lòng ừ, còn cái cái việc mà bạn say mê á, bạn muốn phát triển cao nữa thì nó nằm ở cái gọi tinh thần và đó là tất cả những gì mà cái người này thiếu đó là lý do tại sao mà bạn siêu thú vị trong mắt của cái người này và cái người này rất là muốn chinh phục các bạn wow mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuổi hai nhé cảm ơn các bạn rất nhiều nếu thấy kết nối nguồn năng lượng các bạn hãy hỗ trợ kênh mình phát triển bằng cách like và đăng ký kênh nhé xin chào các bạn